và ngon nha. Hái rau nhá, đem đi bán nhá. Ờ, mua sữa cho em uống nhá. Em ngoan không khóc nhá. Ơi, bắt chuyện à. Bắt chuyện to thế. Ở đây nhá.
đói à? Uống chứa nhá, uống chứa chứa nhá. À, không ngủ à? Đi pha sữa cho em nhá, pha sữa cho em uống no nhá. Ơi, a gư gư, a gư gư, a gư gư. À, đây 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 đây. À, bỏ đó. Ây trời ơi. À, bắt chuyện thôi à? Không uống à? Không uống cất nhá, cất cất nhá. Để đây tí đói uống nhá. Ừ, đặt chăn vào. Đi cho đồ vào vùi xong đi chợ nhá. Cũng em đi nhá. Bắt chuyện à? Đi nha.
Mẹ ăn đi nha. Xong rồi. Chỗ này bà lấy đầm dừa.
nhưng đồ làm này thắt đầu lên phòng mẹ mày làm cái thứ phòng tôi lên mà nếp này này lòng có đủ lòng lòng lên tôi để khoe bên đấy đấy làm được rồi này cái bao nhiêu cân hay là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân cô 10 người. Ba bốn nào đến thì được tiền nhiều lên đi. Tao mua thịt. Tao ơi. Thank you.